Em xin chào toàn thể quý cô chú anh chị em yêu lan trên cả nước nhé. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021, em Phúc lại tiếp tục lên một số mặt hàng hoa lan phi điệp dừng cho anh chị em cô chú cùng sưu tầm nhé. À, địa chỉ của em là ở Bắc Giang nhé. Số điện thoại của em là 0328066682. Cũng là số Zalo. Anh chị em là quan tâm thì vào kết bạn Zalo và nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho em nhé. Em đi vào đơn số 1 của phiên bán hàng ngày hôm nay nhé. Đơn số 1 là em chia sẻ đơn số 1 là một giò mít nhé, một giò mít lá gân này, năm 52 nhé, cực kỳ đẹp luôn đấy Một giò mít ná gân này Thật sự hàng ngày này em cũng không còn nhiều, hôm qua em chốt nhiều Hôm qua em chốt cho anh chị em nhiều Nếu mà anh chị em nào mà hôm qua những đơn nào mà không em chốt mà không còn đơn thì thông cảm cho em nhé Hôm nay em vào mọi người cùng vào xem sưu tầm nhé rất chia đẹp. Đơn số 1 là một giò mít lá gân hòa bình nhé, cực kỳ đẹp luôn. Em cũng không còn nhiều hàng này đâu, em còn một số thôi. không có ba thân ba thân dài nhé, ba thân dài và bốn thân ngắn này. Năm tới được một giò cực kỳ to, bốn năm thân ngắn nhé. 3 thân dài và 4 5 thân ngắn này. Bản lá cực kỳ đẹp mít lá gân thì. ấy anh chị em nhìn rõ chưa? Em để giá là 400 000 nghìn cho một giò này nhé Quá hợp lý luôn đấy Em chuyển sang đơn số 2 nhé Đơn số 2 của em nó cũng là một giò này. mít mít phù nương thanh hóa nhá. Một giò mít phù nương nhé Cực kỳ đẹp này. Thật sự cái chậu nhỏ phân bón phân thuốc cũng không phân thuốc gì nên bản lá nó không được đạt đâu nhưng mà nếu năm tới là chăm tốt là rất chi là ok một giò làm ít nhé gồm có hai thân dài này hai thân dài nó phải cao tầm độ mét m mét ba rồi mét ba rồi và một thân ngắn nhé một kia em buộc bên dưới em chia sẻ giò này với giá là 420.000 nhé bốn 000 cho một giò mít phù nuông này nhé cực kỳ đẹp này bản lá nó rất chi là to nhé anh xem là trăm đạt thì sang năm thì nó rất chi là đẹp luôn mít phù nuông nhé 420.000. em chuyển sang đơn số 3 đơn số 3 của em cũng là một giò một giò mít lá gân nhé nó là chỉ là kia năm 2 thôi anh chị em muốn trăm mít thì phải đến năm thứ ba thứ tư nó mới đập nó mới bản lá đạt được quan trọng nhất là nó chuẩn mít là ok nhé cũng có hai bốn sáu bảy thân nhé em để với giò này với giá là 500 trăm nghìn nhé năm trăm nghìn cho một giò mít này rất chi đẹp nhé 500 trăm nghìn cho một giò lá mít nhé năm trăm nghìn bảy thân này nhé em chuyển sang đơn số 4 của ngày em nay nhé đơn số bốn của em nay này một chậu tác phẩm nhé rất chi đẹp này một chậu tác phẩm nhé dòng phi đẹp nhé à, phi 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 đẹp uh, hòa bình nhé phi đẹp hòa bình nhé. thân thân rất chi đẹp này thân kẻ hồng rất chi đẹp nhé hơn chục thân đấy 11 12 thân nhé một giò tác phẩm cực kỳ đẹp này phi điệp hòa bình nhé giờ này em để giá là 1 triệu nhé em để cho cô chú anh xem là sưu tầm một giá 1 triệu em chuyển sang đơn tiếp theo của của ngày hôm nay là đơn số 5 đơn số 5 của em là một giò thân thủ phi đẹp thân thủ nhé đây là giò thân thủ đấy rất chi đẹp này ấy thân thủ này. 7, 8 thân đấy giò này 7, 8 thân nhé năm tới thì thành một giò khủng này đang vào mùa thắt ngọn nhé Mùa này phi đẹp bắt đầu là vào mùa thắt ngọn rồi Cũng ít cây đi ngọn lắm Đa phần là thắt ngọn những dòng thân thủ là Đa phần là thắt ngọn rồi Là đến lúc là vào Vào đông là thân nù rất chi đẹp nhé Giò này em để với giá là uh, 500 nghìn nhé 500 nghìn một giò rất chi là nhiều thân này Năm tới là chỉ việc treo là để bằng gốc là thành một giò to tác phẩm đẹp nhé Em chuyển sang đơn tiếp theo nhé Đơn số 6 ngày hôm nay là một giò tre phú thọ nhé Một giò tre phú thọ Mặt hoa tím rất chi đẹp nhé mặt hoa tím rất chi là đẹp này gồm có 5 thân 5 thân dài và một rất chi là nhiều thân ngắn ở bên dưới này nhé 5 thân dài này chắc tầm độ hai thân nó phải tầm mét 3 mét 4 rồi còn 3 thân là mỗi thân khoảng 1 mét nhé che phú thọ nhé mặt hoa tím rất chi là đẹp đấy ạ em để với giá là 420 000 nhé đơn này giá rất chi là hợp lý này 420 000 cho một giò này em chuyển sang đơn tiếp theo nhé đơn tiếp theo của em ngày hôm nay là một giò một giò đốt trúc nhá ở trên đơn này là hôm qua có bạn này hỏi em rồi thôi em quên lên đã nhé chắc là em chốt cho bạn em rồi một giò đốt trúc nhé 2, 4, 6, 7 thân, 7, 8 thân nhé Rất chi là đẹp này Em còn giò duy nhất, hôm qua em chốt một giò rồi Giò này cũng có bạn hơi, em em cứ đăng lên đã Em để giá là 500 nghìn nhé Em giới thiệu qua đơn đấy thôi Em chuyển đơn số 8 nhé Đơn số 8 của em là một giò lá mít này Giò này em bán giá là Bán giá chiên cho anh em nhé, một giò lá mít này Mít lá gân nhé, cực kỳ đẹp luôn này Mới là kỳ năm 2 thôi ạ Nuôi 53, năm 54 năm thì bản lá rất chia đẹp Giò mẹ thì bật đặt bản lá 8 cm nhé Giò mẹ 8 cm đấy Mít lá gần nhé Nhìn gần thì nó lá nó bóng nó gần Cực kỳ đẹp luôn anh chị em nhìn rõ không 4 thân nhé Em để với giá là 390 000 nhé 390 000 cho một giò phi đẹp Mít lá gần này nhé 390 000 ạ Em chuyển sang đơn số 9 Đơn số 9 em là một giò một giò một giò ở đây là một giò phi đẹp thân thủ nhé một giò thân thủ đấy ạ. rất chi là đẹp này nó nhiều thân lắm, nó phải mười mấy thân ấy. em cũng không đếm được đâu. Dài ngắn nó phải mười mấy thân, thành một bụi to kinh khủng luôn ạ. Ná gân nhá, nó không phải là mít đâu, đây nó chỉ là dòng lá nhựa lá gân thôi nhá, nhưng mà rất chi đẹp ạ. Một giò lá gân này. Mười mấy thân ấy, nó thành một chậu, chậu thì chậu, chậu, phi 30, nó to lắm, nó dài. Không dài lắm nhưng mà nó to, nó nhiều đầu. Em để giò này với giá là 850 000 nhá. Rất hợp lý đấy. Mười mấy đầu ấy, chắc là dài ngắn nó phải mười mấy 20 đầu chậu này nhá. em không đếm đâu. Mầm gốc có đẻ linh tinh cả mười mấy 20 đầu 850 000 nhá. Em chuyển sang đơn số 10 cũng là đơn cuối cùng ngày hôm nay nhá. Đơn số 10 của các em là một giò một giò kiến nhá, một giò kiến xanh sạch nguyên bản chưa sổ hoa nhá. Một giò kiến xanh sạch này thật sự cũng không có thời gian để em chăm kiến nữa. Em còn một vài chậu xanh sạch này, mỗi hôm chia sẻ cho anh em cô chú một hai chậu nhá. Mặt hoa sổ số nhá, đây là mặt hoa sổ số xanh sạch tuyệt đối nhá. Giò này các em là xanh sạch tuyệt đối này. Thân vàng óng này, thân vàng thân vàng óng luôn này. Thân vàng óng này, đây từ con kiến này mặt hoa sổ số chưa có mặt hoa nhé. Anh chị nào sưu tầm về thì 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 xem mặt hoa sau sang năm xem mặt hoa nhé. Giò này cũng có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân. Ngắn dài 9 thân nhé, một dàn này, 9 thân tơ này. Em để giá là 750 000 nhé. Em để giá 750 000 Em quay lại tổng thể tất cả các các đơn hàng hôm nay em lên nhé. Em còn rất chưa ra nhiều phi đẹp ấy. mít thân thủ hoặc là à, hào dòng đơn thân nhé nhạn quế cáo em cũng có nhé nhưng mà em chỉ lên một số đơn thôi anh chị nào quan tâm thì cứ nhắn tin trực tiếp cho em hoặc gọi điện cho em nhé em sẽ uh, em sẽ chụp ảnh và 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 gửi cho mọi người tham khảo nhé đấy rất chi là đẹp này mít này đây mít phù nuông đây duy nhất có một giò đấy, em còn đúng một giò duy nhất này. cũng mang chia sẻ cho anh em hết đây. mít lá gần này đây, giò này đầu tiên là đẹp nhất này 400.000 giò này không sưu tầm thì không em cũng không còn nhiều nữa rồi chắc chỉ còn một một vài giò thôi Đẹp chưa Em cảm ơn cô chú anh chị em đã quan tâm nhé Vâng em xin xuống video ạ